Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Long Phước tổ chức trao tặng căn nhà tình nghĩa quân dân cho ông Phạm Công, dân quân thường trực huyện, ngụ tại tổ 26, ấp Phước Hòa. Căn nhà có diện tích 55m² với kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, công ty cổ phần Sona Desi tài trợ 30 triệu đồng, số còn lại do các mạnh thường quân đóng góp thêm. Căn nhà tình nghĩa quân dân không chỉ giúp cho bản thân và gia đình ông Phạm Công ổn định cuộc sống, mà còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tình đoàn kết gắn bó, thấm tình đồng đội, ấm tình quân dân, qua đó tạo niềm tin cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.